Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đề địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, tiếp tục buổi tối ngày hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 7, lệ sóng có 10 con máy thôi ạ. Vâng, vẫn như mọi khi nha, từ phân khúc CC cho đến thương hiệu máy, cho đến giá tiền máy rất đa dạng. Đến từ những thương hiệu như Marijang Ma, này, Robin, Mitsubishi, Mitsubishi ngày này cũng nhiều nhạ chiếm nửa lô luôn đây ạ. Echocrit, máy lớn 345 và con cuối cùng con Honda GX25. Vâng, tất cả tình trạng máy, công suất máy nhất là giá tiền máy em đã báo rõ ràng trên video rồi. Bác nào chốt con nào chốt con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên đó đặt để đặt hàng. Và bên em có Thị Định là một trong những cửa hàng bán chuyên nghiệp à, Không phải em quay có 10 con này này em chỉ bán 10 con này nha Khi các bác chốt chậm chút hụt các có bạn có thể nhấn nút đăng ký Kênh để chờ những video tiếp theo ngày nào cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày hoặc là liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo em vừa nói trên đó để đặt hàng để yêu cầu những con tương tự khi mình chốt hụt đó ví dụ như những con số s1s2 chẳng hạn này Khi các bác chốt chậm chốt hụt đấy ạ à, các bác liên hệ Zalo yêu cầu ờ tôi thích như con S2 mà đồ trang ma MB 265 này Ở lúc đó em sẽ gửi hình ảnh hoặc là video một con máy để các bác lựa chọn Ở Cảm thấy đúng con tương tự, đúng máy chất lượng Thì các bác nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận xong thôi Còn khi mà các bác chưa thấy ưng ý Thì các bác có thể nhấn nút đăng ký chờ những video tiếp theo nhé các bác Vâng và bây giờ sẽ review chi tiết từng con một Để các bác dễ dàng lựa chọn Như mọi khi trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng bạn Sáng nào hoặc nông ngày cũng sử dụng tất cả những con bình xăng dưới đều phải nhấn nút bơm xăng ở dưới bình xăng này hết xăng từ bình xăng lớn đến bình xăng con thôi muốn cho xăng từ bình xăng con vào bùng đốt để nó nổ được thì phải đóng cái nè lên nè đa phần 99% nó ở bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên nổ rồi thả xuống vâng cái nô máy ngày hôm nay thì không có bên trái đâu Thì khỏi phải, khỏi phải nói bên trái đi ạ có mỗi con nè đỏ tự động thì tí nữa đến con nè đỏ tự động thì em sẽ hướng dẫn sau vâng đó là lúc sáng ra hết xăng hơn ông này không sử dụng thì mình làm đúng cái thao tác như vậy thì nó mới dễ nổ được nha còn khi mà nó nổ như bây giờ rồi thì không cần phải bơm xăng nữa không cần phải đóng nè nữa giật nhẹ cái nó nổ rồi ạ chữ S ngày 20 tháng 7 nha Khi các bác cho đơn các bác nhớ cái mã thích S1 chỉ 1 triệu 300 một đồng Các bác nhắn tin chốt S1 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận đấy là do Hình thức rất đơn giản không lấy cọc các bác Và khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng ấy ạ Các bác được bóc ra kiểm tra máy Có xăng các bác chuẩn bị ở nhà đi test nổ máy ok con này thì mới giao tiền cho nhân viên giao hàng nha các bác Vâng S1 ngày hôm nay một con Maruyang Ma 23cc lòng 32 ly Hôm nay cũng không có máy nhỏ lắm đâu ạ. À. Từ 23cc cho tới 34cc nha. À. Vâng, một viên bản đủ đến từ thương hiệu Marijang Ma. MB235, 23cc lòng 32 ly. Có trợ lực cho các bác này. Chế hệ gà ngang qua một đồ hai kim chỉnh này. Tình trạng riêng nguyên bản hết cho các bác. Đó như các bác thấy ạ. Tương đối là xuất sắc bố tung rơi Tum nhôm bố côn 260 tôm côn thông dụng và với cái mức giá 1 triệu 300 ngàn đồng cũng là mức giá bán xả đấy các kênh khác khẳng định với những phiên bản trục giật trợ lực chế hai kim đến từ thương hiệu Maruyama 23 cc lòng 32 ly này, này không có giá dưới 1 triệu 500 ngàn đồng đâu ạ tay gà giữ công tác luôn trên tay đầu bò rin cho các bác vâng S1 chỉ 1 triệu 300 ngàn đồng nha giá đã bao ship đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo Phụ kiện làm theo mặc định đi theo một con máy đó là dao dài và phát cước dây đeo tít mở buji và mở đầu dao đục giác nha các bác bước số con số S2 ngày hôm nay cũng là một phiên bản đủ đến từ thương hiệu Marijang ma MB265SP 26cc lòng 34 ly đấy ạ à. Và với phiên bản đủ là có cái gì ạ? À? Có trợ lực này, chế ga ngang qua model 2 kim chỉnh và tất cả những thương hiệu Marijang mà nói chung Lốc máy đều có dập nổi, Made in Japan dập nổi Bố tung rơi, tung nhôm, bộ côn 260 Tương đối là xuất sắc đấy các bác ạ Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác Vâng S2 chỉ 1 triệu 800 ngàn đồng thôi ạ à. 1 triệu 800 ngàn đồng S2 cho tương yêu Maruyama Phần khúc 26cc lòng 34 lý ạ à. Vâng em xin tiết đổ con số S2 anh em này ạ à. 1 triệu 800 ngàn đồng ạ. À. Với Với những cái sản phẩm, những cái mẫu máy như con số S3 này, bên ông Quyên Tình, đang đặt cái trạng thái gọi là bán xà cho các bác nha. Một con Robin LB231, 23cc lòng 32 đi, riêng nguyên bản cho các bác và chỉ có giá 1 triệu nha. Đó, vàng, còn vàng con này còn tương đối là xuất sắc nha, với cùng trang nữa, cùng đời như thế này. Đây cũng là một trong những con xuất sắc rồi đấy các bác ạ. À. Sử dụng chế hệ gà ngang Wamoro chế một kim bố tung liền tung nhôm tay gà giữ đầu bò rin cho các bác phân khúc cc của nó là 23 cc lòng của nó là 33 ly nha thiết kế form dáng thì cực kỳ gọn gàng nhẹ nhàng thích hợp với bác nào thích một trong con máy vừa phải túi tiền thôi mà về gặt lúa cắt gốc rạ gốc ngô hay bơm nước đều ok hết nha và với những phiên bản những cái phiên bản đời này những cái mẫu máy đời này nó cực kỳ bền luôn ạ à, có thể phát chuyên nghiệp được và giá thành rất phải chẳng nhạ ở trên thị trường cũng không có cái giá này đâu nhưng mà nông cơ thành định chỉ bán giá 1 triệu đồng thôi ạ à. S3 1 triệu đồng cho thương hiệu Robin phân khúc 23cc lòng 33 lì ạ. À. Vâng xin trao đổi con số S3 ngày hôm nay ạ. À. các bác thể nghe tiếng máy kéo nó nhạc cực kỳ đầm cực kỳ khỏe luôn đấy ạ à. và giá chỉ có 1 triệu đồng rồi ạ à. tốc độ tô máy của này cực kỳ nhanh luôn như các bác vâng S3 giá 1 triệu ạ à. vâng sang tới con S4 S5 đặt ở cái trạng thái bán xả cho các bác đây ạ à. một con Mitsubishi TL23 hôm nay chỉ 1 triệu 500 đồng và toàn những phiên bản Kazat nha đó Kazat này Kazat này Kazat là một trong những phiên bản đủ <laughs> Mặc dù nó phân phối cho Mitsubishi hay là ma hay là Zenwatt Komatsu chẳng hạn cái con nào mà tem mác là nhà sản xuất này à, nhà, nhà ví dụ như tem mác là Mitsubishi này và cái mặt trên hoặc là cái cần mà có chữ chữ Kaz hay là Kubota ấy ạ à. nó là một trong những phiên bản đủ nha vâng chế ga ngang qua một đồ hai kim chỉnh lốc máy made in dập nổi với phiên bản bố tôm liên tay gà giữ bộ cần nó cực kỳ đẹp rồi các bác ạ à. Đâu đầu chắn cò đi nguyên bản vâng S4 ngày hôm nay em bán xà cho các bác chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng nha Vâng em xin tiết lộ con số S4 ngày hôm nay Giá 1 triệu 500 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 đi đến từ thương hiệu Mitsubishi như các bác <laughs> Vâng, S4 giá 1 triệu 500 ngàn đồng ạ. À. Sang tới con S5 nhìn hơn S4 01 cc thôi và cũng nhìn hơn có 50 000 đồng thôi ạ. À. Các bác sử sở hữu một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa, Mitsubishi TR231 23 cc lòng 32 ly với phiên bản trục giật có trợ lực, chế le tay đỏ hai kim chính, bố tum liên, tay lái một nhà, tay ghi đồng một, ga dỡ đầu bo rin cho các bác. Vâng, S5 ngày hôm nay chỉ 1 triệu 550 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL231 và cốc 3 cc lòng 32 ly ạ. Và tất cả những thương hiệu Mitsubishi đời TL nói chung, độc máy đều có dập nổi Mấy thì bàn dập nổi để các bác phân biệt hàng thật hàng giả nha. Vâng, S5 1 triệu 550 000 đồng ạ. Em xin tắt lô con số S5 ngày hôm nay ạ. <laughs> 1 một triệu năm trăm đồng đó với bác nào đã xem một video của Long Quân Thành Định à, một vài video các bác biết đấy ngày nào cũng vậy chiếm gần một nổ nửa lô Mitsubishi nha Mitsubishi đời TL nói chung và với những phiên bản à, Mitsubishi đời TL này đó là mặt hàng chủ đạo ngày nào cũng nhiều hết đó một số kênh khác ở hiện tại bây giờ hàng nó không về đâu đó nên là người ta đã cũng đã nâng giá lên một chút xíu rồi nhưng mà bên Long quý Thành vẫn giữ giá cho các bác đấy ạ à. và để mà đã là một mặt hàng chuyên rồi ạ à, thì các bác không phải lăn tăn về vấn đề ở sau này đồ đạc thay tháo nó khó nha chắc chắn thôi tất cả những cửa hàng không riêng gì động cơ thành đây ạ có những cửa hàng họ chuyên về trung quốc xuất nhật có những cửa hàng họ chuyên về những con đời cổ đó và với những cửa hàng nào bán chuyên về một cái mặt hàng nào đó đó ạ đồ đạc thao, sau này thay thế chắc chắn nó phải sẵn rồi ạ còn nâu nâu ông mới đăng nghe, được một con xong ông nói là ở đồ sẵn lắm ạ dạ không phải đâu nha các bác đó như Mitsubishi TL đây các bác thấy ạ ngày nào cũng có hết để phục các bác Tiếp tục S6 nhỉnh hơn S4, S5 Mitsubishi TR26 tương đối là xuất sắc Giá cũng chỉ có 2 triệu 150.000 đồng thôi ạ à. Vâng như em vừa giới thiệu Mitsubishi TR26 Thì phân khúc cc của nó sẽ là 26cc lòng 33 ly Chế hệ ga ngang một model hai kim chỉnh Một trong chế xịn xò nhất Đắt tiền nhất, dễ chỉnh sửa nhất hiện nay rồi Đốc máy Japan dập nổi Nòng đóng số 26 Đó là nòng riêng nha Bố tung rơi tung nhôm bộ côn 260 Tay gà giữ Đầu bò riêng cho các bác vâng cái đầu bò còn tương đối là xuất sắc đấy ạ. À. S6 giá 2 triệu 150 000 đồng nha. 2 triệu 150 000 đồng S6 cho thương hiệu Mitsubishi TL26 phân khúc 26cc lòng 33 lì ạ. Vâng, S6 chỉ 2 triệu 150 000 đồng. Giá đã bao ship đến tận nhà cho các bác và là món phụ kiện kèm theo ạ. À. S7, S8 cặp Mitsubishi TL261 đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Giá cũng có chỉ có 2 triệu 400 000 đồng thôi ạ. À. Các bác lưu ý nha, TL261 không phải là ngon hơn TL26 mà nó nhìn hơn 0,1 công suất thôi ạ. À. Nghĩa là thằng nó phải khỏe 9596 thằng 10 nha, chứ không phải thằng 9 thằng 10 đâu ạ. À. Tại vì bộ lòng bạc bê tông này, cái bộ phần sườn trên này nó sử dụng chung như nhau. Đó, nhưng mà giá thành thì nó lại cao hơn cả 250 000 đồng đấy ạ. À. Chắc chắn rồi như mặc định của những thương hiệu Mitsubishi đời TL đó là chế hệ ga ngang qua một hai kim trình. Một số anh em thợ còn gọi cái bình xăng con cái chế này đó là chế TL đấy ạ. À. Nhưng mà nó là chế ga ngang chế của thương hiệu Gamoro sản xuất. Vâng cái tum của nó y chang nhau hết nha Tum rời tum nhôm bốn côn 260, tay gà giữ, tay gà giữ hết. Đầu bò rin hết cho các bác. Vâng S7 ngày hôm nay 2 triệu 400 000 đồng. S8 yeah, cũng vậy, 2 triệu 400 đồng. Đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TR261, 26 cc lòng 33 đi. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau và giá tiền cũng như nhau nha. Vâng em xin tất lộ con số S7 ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, S7, 2 triệu 400 ngàn đồng S8 cũng vậy ạ, à, như em vừa review đó Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau Và giá tiền cũng như nhau ạ à. 2 triệu 400 ngàn đồng S8 Cho thương hiệu Mitsubishi TR261 26cc lòng 33 lĩ à. Vâng, em xin tiết lộ con số S8 ngày hôm nay ạ à. này một lần nữa S7, S8 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TR261 hai Còn đẹp như nhau, xuất sắc với nhau và giá tiền cũng như nhau nha 2 triệu 400 một đồng Giá đã bao ship đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo ạ Với những mặt hàng từ con số S1 cho đến S8 đều toàn ở những phân khúc cỡ trung bình nha Với bác nào thích một trong những con máy lớn phát cầy phát cả Nhìn nhìn một chút, các bác chọn S9 ngày hôm nay Vâng, một con hàng hệ đến từ thương hiệu Echokurit Rin nguyên bản 100% cho các bác Như các bác thấy đấy ạ Với những phiên bản phát chuyên nghiệp Chắc chắn rồi nó phải là đắt tiền Và nó phát nhiều Và để phần trăm được như con này ạ Cũng là tương đối hiếm đấy các bác ạ Vâng, một con Echokurit với phiên bản FRMB 345 34cc lòng 37 lì nha Như em vừa giới thiệu Rin nguyên bản 100% cho các bác Sử dụng chế qua chế bơm xăng tự động Chế ga đứng chế của ga và với những phiên bản Echo này nó cũng ở là bố tung rơi nhưng mà nó là tung nhỡ nha. Nghĩa là sao ạ? Cái cần Echo nó chỉ ráp với Echo thôi. Nó không ráp được với cần của TL33 hay là của Mitsubishi TL26 hay là một số thương hiệu khác. Vâng với cái phiên bản này thì nó thiết kế cực kỳ chắc chắn nha. Như các bác thấy là ạ, từ cái cùm này cực kỳ chắc chắn luôn. Tay gà giữ Đôi bo chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác Và cái bộ ống cần của nó cũng là bộ bộ ống cần thông dụng nha Đó cái tum của nó thì tum của Echo rồi Còn cái cần đây này, này, cần thông dụng Phi 28 t 9 kia đấy ạ à. Đó cực kỳ thông dụng luôn đấy ạ à. S9 ngày hôm nay giá 2 triệu 700 ngàn đồng nha 2 triệu 700 ngàn đồng S9 cho thương hiệu Echo Curit với phiên bản SRM 345 34cc, lòng của nó là 37 đi nha Vâng, các bác có thể nghe tiếng nổ của con số S9 này ạ à.

các bác thể nghe tiếng nổ, tiếng găng ti của một em máy một trong những con nòng lớn nhẹ cực kỳ đã luôn. Ờ, cháu giật nổ hơi không giật nổ, kéo hơi giật nổ thử hơi này. Đó, cực kỳ chắc luôn ạ. Rồi một vòng tua nổ xem nào. Đó, cực kỳ đã luôn các bác ạ. S9 giá 2 triệu 700 000 đồng ạ. Vâng, con cuối cùng hôm nay có 10 con thôi nha các bác. Nhưng mà đầy đủ các gần như là đầy đủ các phân khúc CG cho đến giá tiền các bác lựa chọn. Không thích hai thì chọn bốn thì nha. Vâng, tiếp tục một con Honda gx 25 made sản xuất zin nguyên bản 100% cho các bác ạ. Vâng với phiên bản Honda gx 25 thì phiên công suất của nó sẽ là 25 cc lòng 35 ly và tất cả những cái mặt hàng chính hãng đến từ thương hiệu Honda. Lốc máy đều có dập nổi, Honda gx 25 dập nổi hết nha. Phiên bản bố tum rơi, tum nhôm, bố côn 260 với vâng, cái bộ tay của nó, các bác nào chưa nhìn cái bộ tay không khùng khoanh nhà các bác nghĩ là ở nó khó làm nha Vâng với những con đời cao như kiểu Huvala của Thụy Điển, rồi Estin Bữa nay nó toàn thiết kế dây khùng khoanh, khùng khoanh về thôi ạ Đó, nhưng mà thực tế là nó không sao đâu nha các bác Các bác, quan trọng các bác thích máy thôi ạ Tay chân khi các bác chốt máy không thích, có thể yêu cầu thay đổi nha Vâng, con này đang sử dụng tay ga giữ đỡ bò rin, đầu bò ngực chống cuốn cỏ cho các bác. Có cái chắn cỏ là cái chắn cỏ mới thôi. Còn bao cho các bác lên nguyên bản từ A tới Z hết ạ. Vâng, S10 ngày hôm nay giá 2 triệu 450 000 đồng ạ. À. 2 triệu 450 000 đồng S10 cho thương hiệu 4 thì. Đó, một con thương hiệu 4 thì xăng không phải pha nhớt nha. Xăng trắng đổ đây, nhớt đổ đây. Đến từ thương hiệu Honda, phục khúc 25cc lòng 35 này ạ. một con 4 thì không khói không cần phải pha xăng nhớt đến với thương hiệu Honda S10 ngày hôm nay 2 triệu 450 000 đồng ạ à. Với em vừa bao giờ cho một con một nô máy nhà toàn hàng hệ hệ là sao ạ à? hệ là một trong những phiên bản người Nhật sản xuất cho người Nhật sử dụng Tuy nó ở phân khúc cỡ trung bình hay là cỡ vừa vừa hay cỡ nhỏ đi chăng nữa ạ à, là nó, toàn bộ là những mặt hàng phát chuyên nghiệp Nói chung là các bác có thể phát chuyên nghiệp ở đây không phải là phát quán, phát thuê chuyên nghiệp ở đây ý em muốn nói là ngày có áp phát 7 8 tiếng cho dù đó công suất cỡ nhỏ cỡ vừa đi chẳng nữa ạ à, nó vẫn chịu nhiệt được cho các bác hết nha. Vâng bác nào chốt con nào, chọn con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 đây là làng ạ. Vâng kết thúc video tại đây xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.